chào các bác nhé. Em review chiếc xe nâng Komatsu 3 tấn đời trừ 16 số sàn gật gù nâng cao 4m các bác ạ. Đấy, hàng vừa về sáng nay xong các bác nhé. Hôm nay chạy được hơn 3.000 giờ, quá đẹp các bác. Cái này chất khôi rồi. Cung gầm lốp lap này tiếp luôn, đời trừ 16 sản xuất 2006, chạy hơn 3.000 giờ. Đấy, bây giờ để em nổ máy cho các bác xem nhé. Đẹp thật các bác, chất khủng khiếp. Bỏ máy con này mà em lau đi cái nó bóng lộn, nó vừa về xong em chưa chọn, chưa